nay công ty Thế Giới Bảo Mật sẽ đập hộp cho các bạn xem về chiếc máy ZT230. Đây là một dòng bản công nghiệp của hãng Zebra. Thì mình sẽ mở ra để cho các bạn xem bên trong máy có những phụ kiện đi kèm là cái gì, với lại là máy, kích thước máy cũng như là nói về một số thông tin về cấu hình máy cho các bạn xem. Mình sẽ đập hộp mở cho các bạn xem bên trong máy là gồm thân máy và những phụ kiện đi kèm của máy. Mình có thể thấy là được đóng gói bảo quản rất là kỹ, tránh trong tình trạng ba đi di chuyển là ba đập. Đây mở ra, đây có là dây nguồn đi vào trung tâm máy, đây là dây kết nối, dây kết nối USB. Okay. Còn đây là hướng dẫn sử dụng, đây là sản phẩm của Zebra. Đây là có quyển hướng dẫn sử dụng. Đây, các bạn có thể xem một cái hướng dẫn sử dụng, cách lắp đặt, cách cài đặt cũng như là lắp đặt giấy mực. Đây là cái thân máy mình vừa lấy ra, thì giờ mình sẽ quay cận cảnh cũng như là quay sâu hơn vào bên trong cho các bạn xem thử cái máy có những cấu tạo của máy có những gì. Các bạn có thể xem qua. Đây là bên trong của máy. Đây là nguyên là cục nội in. Đây là trục mực, còn đây là trục để gắn trục thu. Đây là nguyên cục nội in, có hai cái để chỉnh cái áp lực của cái đầu in để cho. Còn phía trong này nó có những cái đường hướng dẫn lắp giấy mực, thì mình nếu mà chưa biết sử dụng nhìn vào đây có thể là lắp theo, có thể sử dụng được. Còn đây là cái lắp giấy của mình. Đó. Các bạn xem đây. Có hướng dẫn rất là chi tiết. Đây là cũng như một số đèn cảnh báo ở phía trước, là đèn LCD cảnh báo phía trước lỗi gì. Mình có thể nhìn vào đây để biết và để mình có thể khắc phục lỗi luôn. Đây là trên máy có hướng dẫn rất kỹ càng. Còn ở trước này là đây là màn hình LCD để báo lỗi, hoặc là đây có một số menu, cái nút nhấn để mình chỉnh sửa một số cấu hình, một số chức năng cũng như sử dụng những quả giấy loại mực khác nhau, mình có thể cấu hình rất là dễ dàng. Các bạn có thể xem bề ngang của nó. Còn phía sau lưng này, mình sẽ quay phía sau lưng cho các bạn xem. Còn phía sau lưng này, đây là một số cổng giao tiếp kết nối với máy tính. Đây là nguồn điện cắm trực tiếp vào. Còn phía này là công tắc. Đây là cổng USB. Đây là cổng RS232. Thì máy là có kiểu kết nối gồm cổng USB và cổng RS232. Còn nếu các bạn muốn có cổng LAN thì phải option thêm, phải đặt bên nhà cung cấp. Bên hãng sẽ làm thêm cho mình. Các bạn có thể xem qua thêm một vòng cái máy này nữa. Máy này ứng dụng nhiều để in tem nhãn. Vừa rồi mình đã quay cận cảnh cũng như là đập hộp để cho các bạn xem về một số thiết bị cũng như là phụ kiện đi kèm theo cái máy ZT230 để biết thêm chi tiết, hoặc là xem thêm về những chất tường in cũng như là về một số hướng dẫn lắp giấy mực, một số fix những một số lỗi, thì các bạn xem ở những video tiếp theo của công ty Thế Giới Bảo Mật. Mọi thông tin thắc mắc chi tiết thì các bạn liên hệ ở đường link bên dưới, công ty Thế Giới Bảo Mật sẽ hỗ trợ các bạn. Xin cảm ơn.